Thánh Phêrô Christologo, giám mục tiến sĩ hội thánh. Thánh Phêrô có biệt hiệu là Christologo, hay còn gọi là Kim Ngôn, bởi tài hùng biện đặc biệt của ngài. Ngài sinh vào khoảng năm 405 tại miền Imola, nước Ý. Đức giám mục giáo phận Imola là Cornelio phong chức phó tế cho ngài. Dưới sự hướng dẫn của Đức giám mục, ngài thực hiện những bước tiến lạ lùng trên con đường trong tu viện. Năm 430, Đức tổng giám mục Gioan của giáo phận Ravenna từ trần. Trong khi tìm vị chủ chăn mới, hàng giáo sĩ và giáo dân đã xin Đức giám mục Imola nhập đoàn với họ để đi Roma yết kiến Đức giáo hoàng Sito Ba. Đức giáo hoàng coi Phêrô như người được tiền định để làm giám mục Ravenna. Ngài liền đặt Phêrô làm giám mục Ravenna, kế vị Đức giám mục Gioan năm 433. Các đại biểu của giáo phận này lúc đầu tỏ ý bất bình, nhưng rồi đã đổi thái độ khi được Đức giáo hoàng Sito Ba cho biết thị kiến của mình. Vâng theo ý Chúa, Phêrô thụ phong giám mục và trở về Ravenna. Trong bầu khí tiếp đón nồng nhiệt, ngài nói: Tôi đến với anh chị em như một y sĩ đến chữa trị, như một mục tử để dẫn dắt, như một người mẹ để nuôi dưỡng, như một người cha để bảo vệ và chăm sóc phần rỗi đời đời của anh chị em. Vậy, anh chị em hãy mau mắn vâng phục cách thích đáng đối với tác vụ rất thánh của tôi. Ngài đầy nhiệt thành, bứng rễ các việc thờ ngẫu tượng còn rớt lại, cũng như lên án sự giả tạo của giáo dân. Trong một cuộc lễ vào đầu năm, ngài đã phá những cuộc diễn hành đáng tội trên đường phố. Ngài nói: Ai muốn vui chơi với ma quỷ thì không thể vui hưởng với Chúa Kitô. Ngài đã nhiệt tâm rao giảng: Ngày nay chúng ta còn giữ lại được khoảng 180 bài giảng của ngài. Lời lẽ đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết, người ta không thể quên được những lời như: Nằm trong thói hư tính xấu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ thực sự đứng thẳng khi biết trỗi dậy để tiến tới bằng các việc lành. Ai biết tìm kiếm trong đức tin sẽ thấy ngay rằng che đen ở đó vì họ. Mọi sự giữ cha mẹ làm cho con cái, Thiên Chúa là cha người sẽ trả lại cho họ. Các tiền nhân sống cho chúng ta sống cho thế hệ mai sau, không ai sống cho mình cả. Người ta cũng còn nhớ lời ngài kêu gọi sống bác ái. Biết nói sao về niềm tin lễ Giáng sinh, nếu người nghèo than khóc, tù nhân rên xiết, dân tị nạn than thở, người lưu đầy thổn thức. Người Do Thái mừng lễ bằng thuế thập phân, còn người Kitô hữu nghĩ sao khi họ không mừng bằng 1% của cải? Tôi đau buồn, phải, tôi đau buồn vì các đạo sĩ trải vàng trên nôi Chúa Kitô, trong khi các Kitô hữu để cho thân thể Chúa Kitô chống trải, khi mà những người nghèo than khóc. Đừng nói rằng tôi không có gì, Thiên Chúa muốn xin cái anh chị em có, chứ không phải cái anh chị em không có, khi mà ngài thương nhận 2 đồng tiền của bà quá. Hãy tận tâm với đấng tạo thành, và tạo vật cũng sẽ tận tâm với anh chị em. Thánh Phêrô Christologo
đã trở thành danh tiếng, đến nỗi Đức Giáo Hoàng Leo Cả đã trao cho Ngài đọc tại công đồng Chalcedonia một luận án chống lại lạc thuyết của Eutyche. Ngài cũng còn viết một bức thư cho kẻ lạc giáo này để khuyên ông ta vâng phục giáo hội. Sau cùng, sau khi cai quản giáo phận Ravenna trong 18 năm, Thánh Giám Mục biết rằng mình sắp tới hồi kết thúc các nỗ lực. Ngài muốn lui về Imola để dọn mình. Ngày 3 tháng 12 năm 450, Ngài đã từ trần, và năm 729 được đặt làm tiến sĩ hội thánh. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.